da mal so. Bao nhiêu lâu bả? Không. Sao nó không được? Sao chịu đi? Để lâu rồi đây. Cái này chắc phải mấy năm anh mới công nhận. Này bao lâu rồi anh? Chẳng nhớ được. Anh mà nhìn thì anh sẽ sợ luôn. Bởi vì nó như là bã đậu. Hôm nay thì một bã đậu. Bông là trước là toàn đi viện mổ phát nhỉ. Nó phải rạch ra đấy. Cái này bé em phải rạch ra ngay. Chưa, không còn mà vẫn còn đầy ở dưới. Nhẹ luôn cả mặt luôn. Cái này tí tuông rồi, không muốn nó chui vào trong. To luôn, nó mọi đã đậu nó to rồi. Trong ấy. Bình thường. Anh cũng kêu. Nhận ra cái này mà thích ấy. Có gì đau đâu, nhân nó lâu quá rồi. Chân luôn đấy nhỉ. Còn là gì? Đáng sợ.